Với chuỗi trận thăng hoa cùng thành tích bất bại trong khoảng thời gian gần đây, Manchester United chứ không phải Arsenal hay Manchester City mới đang là đội bóng nguy hiểm nhất vào lúc này. Tiếp đó, Leeds United trên sân nhà, các Manusian hy vọng Quỷ Đỏ sẽ giữ vững phong độ ấy và mang về 3 điểm tiếp theo cho đội bóng chủ sân Old Trafford. Sau trận thua đầy nuối tiếc 2-3 trên sân của Arsenal vào ngày 26 tháng 1, Man United đã nhanh chóng trở lại cùng chuỗi trận chiến thắng liên hoàn. Cụ thể, thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag có một mạch 4 trận toàn thắng tại mọi đấu trường. Mới đây, họ cũng có chiến thắng 2-1 rất quan trọng trước Crystal Palace trên sân nhà tại vòng 22 ngoại hạng Anh. Điều này giúp Manchester United chính thức vượt qua Newcastle và có lần đầu tiên sau 21 vòng đấu đứng tại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng hiện tại của Premier League. Không chỉ vậy, hy vọng vô địch ngoại hạng Anh mùa này được sống lại khi Man United đã thu hẹp cách biệt điểm số với đội đầu bảng Arsenal xuống chỉ còn 8 điểm dù đã thi đấu nhiều hơn một trận so với đối phương. Manchester United đang cho thấy một bộ mặt rất tiến bộ dưới thời của huấn luyện viên Erik ten Hag, trong đó Marcus Rashford là cái tên tiếp tục để lại ấn tượng trong mỗi chiến thắng của đội chủ sân Old Trafford. Tiền đạo người Anh có màn trình diễn trên cả tuyệt vời tại trận đấu trước với Crystal Palace. Anh giúp đội nhà mang về một quả phạt đền khi bóng còn lăn chưa quá 5 phút. Bruno Fernandes dứt điểm thành công mở tỷ số và cũng chính Rashford là người ghi bàn giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt tại phút 61 của trận đấu. Sự thăng hoa của Rashford có một phần công không nhỏ thuộc về huấn luyện viên Erik ten Hag. Phát biểu về Rashford, huấn luyện viên Erik ten Hag đã không tiếc lời ngợi ca khả năng phi phàm của cậu trò này. Tiền đạo người Anh khiến bất cứ hậu vệ đối phương nào cũng phải ngán ngẩm khi đối đầu. Nhà cầm quân người Hà Lan nói, Marcus đang chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình, chỉ đơn giản cậu ấy là không thể ngăn cản. Đây là câu lạc bộ của Marcus và đội bóng này được xây dựng để giúp cậu ấy tỏa sáng. Thật vậy sẽ không ngoa khi nói Marcus Rashford đang là cầu thủ hay nhất của Manchester United ở thời điểm này. Bản thân anh cũng đã chứng minh điều ấy thông qua việc giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng riêng của Premier League. Kể từ khi ra mắt đội 1 của Man United ở mùa giải 2015-2016, mùa giải tốt nhất của Marcus Rashford cho Quỷ Đỏ chính là mùa giải 2019-2020 khi anh đóng góp 22 bàn thắng sau 44 trận chơi trên mọi đấu trường. Hiện tại tiền đạo này đã có 16 bàn thắng sau 27 trận trên mọi đấu trường tại mùa giải này. Nếu tiếp tục giữ thể lực và phong độ tốt, Rashford hoàn toàn có thể đạt và vượt mốc 22 bàn thắng ở mùa giải cách đây 7 năm để giúp nửa đỏ thành Manchester hướng đến việc chinh phục các giải đấu quan trọng cấp quốc nội và châu lục. Tiếp đó, Leeds United, Manchester United sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ Casemiro sau tấm thẻ đỏ anh phải nhận ở trận đấu trước. Với việc Scott McTominay vẫn đang trong quá trình hồi phục, Marcel Sabitzer nhiều khả năng sẽ có trận ra mắt chính thức đầu tiên sau khi cầu thủ cho mượn từ Bayern Munich đã có trận đấu thử lửa đầu tiên từ băng ghế dự bị vào thứ Bảy. Ngoài trường hợp của Casemiro, Quỷ Đỏ cũng sẽ không có được sự phục vụ của Anthony Martial, Donny van de Beek và Christian Eriksen vì những chấn thương khác nhau. Tin vui cho đoàn quân huấn luyện viên Erik ten Hag là Diogo Dalot đã quay trở lại tập luyện cùng toàn đội Manchester United vào tối qua. Nếu không có bất cứ vấn đề nào xảy ra, hậu vệ người Bồ nhiều khả năng sẽ được chiến lược gia người Hà Lan sử dụng tại trận đấu này. Leeds United đêm thứ hai bất ngờ ra thông báo sa thải huấn luyện viên Jesse Marsh đúng một năm sau khi nhà cầm quân 49 tuổi người Mỹ tiếp quản vị trí Marcelo Bielsa để lại vào tháng 2 năm 2022. Chuỗi 7 trận không thắng của Leeds ở ngoại hạng Anh khiến huấn luyện viên Jesse Marsh bị thôi hợp đồng hơn 2 năm trước thời hạn. Truyền thông Anh cho rằng ông bất đồng với ban lãnh đạo đội bóng về chính sách chuyển nhượng vào tháng 1 năm 2023 khi Leeds United đưa về 3 tân binh, trong đó có tiền đạo 43 triệu đô Jorginho Rutter. Thất bại của Leeds trước Nottingham ngày 5 tháng 2 khiến ban lãnh đạo đội bóng không còn kiên nhẫn với huấn luyện viên 50 tuổi. Leeds United cũng xác nhận các trợ lý René Maric, Cameron Tosak và Pierre Barrio đã rời câu lạc bộ. Chúng tôi muốn cảm ơn Jesse và đội ngũ nhân viên của anh ấy vì những nỗ lực của họ và chúc họ những điều tốt đẹp trong tương lai, Leeds nói trong một tuyên bố. Trợ lý mới Chris Amas cũng được Leeds United thông báo sẽ trở thành huấn luyện viên tạm quyền của Leeds United trong trận đấu sắp tới với Manchester United, trước khi đội bóng này tìm được người thích hợp thay thế cho trường hợp của Jesse Marsh. Jesse Marsh từng giúp Leeds United trụ hạng thành công ở cuối mùa giải vừa rồi. Nhà cầm quân người Mỹ sau đó nhận được sự ủng hộ rất lớn tại mùa giải năm nay, với hơn 140 triệu bảng chi tiêu cho các tân binh trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè và tháng giêng. Tuy nhiên, Leeds United vẫn chỉ quanh quẩn trong nhóm đua trụ hạng kể từ đầu mùa giải đến giờ, cũng không quá khó hiểu khi đội chủ sân Elland Road đưa ra quyết định như hiện tại. Tiếp đón một Manchester United đang hừng hực khí thế vào lúc này, đây rõ ràng là một nhiệm vụ bất khả thi mà huấn luyện viên tạm thời Chris Samas phải đối diện. Tuy nhiên, có lẽ người hâm mộ đội bóng này cũng không cần phải quá lo lắng khi ngoại hạng Anh mùa này đang chứng kiến không ít trường hợp thay tướng nổi bật. Hai đội gần nhất thay huấn luyện viên đều thắng dưới triều đại mới là Everton với Sean Dyche và Wolverhampton với Julen Lopetegui.
Chuyện tương tự cũng đến với Aston Villa của huấn luyện viên Unai Emery. Vì thế sẽ không ngạc nhiên nếu Leeds United có thể làm nên điều kỳ diệu trong cuộc tiếp đón Manchester United tại trận đấu sắp tới. Hành quân tới Old Trafford, Leeds United sẽ không có được sự phục vụ của Archie Gray, Rodrigo, Stuart Dallas, Sonny Perkins và Adam Forshaw vì những chấn thương khá nghèo. Tin vui là hậu vệ Robin Cox đã trở lại tập luyện và có thể góp mặt tại trận đấu này. Trong khi đó, tiền vệ Brandon Aronson, Weston McKennie và bản hợp đồng kỷ lục Giorgio Rutter cũng chắc chắn có một vị trí trong đội hình xuất phát của Leeds United trong trận đấu quan trọng này. Giờ thì chúng ta cùng đi chi tiết về tình hình lực lượng của hai đội bóng này nhé. 4-2-3-1 vẫn sẽ là sơ đồ quen thuộc được huấn luyện viên Erik ten Hag sử dụng trong trận đấu này. Trong khung gỗ vẫn là thủ thành người Tây Ban Nha De Gea. Bộ tứ trụ nhiều khả năng sẽ là Dalot, Varane, Martinez và Luke Shaw. Sabitzer và Fred sẽ là cặp tiền vệ trụ mới được huấn luyện viên người Hà Lan thử nghiệm tại trận đấu này. Trong khi bộ ba Anthony, Fernandes và Marcus Rashford sẽ hỗ trợ hết mình cho trung phong cắm Wood-Watson. Phía đội khách 4-2-3-1 là sơ đồ nhiều khả năng sẽ được Leeds United áp dụng tại trận đấu này. Với Mesley ở trong khung gỗ, bốn hậu vệ sẽ là Eiling, Robin Cox, Cooper và Warburg. Bộ đôi tiền vệ trụ sẽ được Adam và McKennie đảm nhiệm. Trong khi nhiệm vụ tấn công sẽ thuộc về những Sinisterra, Aronson, Gnonto và tân binh mùa đông Rupter. Trong năm cuộc chạm trán gần nhất của hai đội bóng, Manchester United luôn là người được hưởng trọn vẹn niềm vui khi đã giành được cho mình tới 4 chiến thắng và chỉ bị cầm hòa duy nhất một lần. Thậm chí trong những chiến thắng của đội chủ sân Old Trafford, họ thường thắng đội khách với cách biệt rất lớn. Điển hình nhất là tại mùa giải trước, Quỷ Đỏ đã vượt qua Leeds United với tỷ số 5-1 tại lượt đi. Ở lượt về, họ cũng dễ dàng đánh bại Leeds United với tỷ số 4-2 chung cuộc. Nên nhớ, Manchester United mùa giải trước dù có phong độ không hề tốt nhưng họ vẫn có thể vượt qua Leeds United một cách dễ dàng. Điều đó giúp người hâm mộ Quỷ Đỏ hy vọng 3 điểm tiếp theo sẽ tới với thầy trò của huấn luyện viên Erik ten Hag. Chỉ gặp một câu lạc bộ không quá mạnh, Erik ten Hag nhiều khả năng sẽ cố gắng kết liễu trận đấu này càng sớm càng tốt. Với việc Diogo Dalot đã trở lại, khả năng tấn công bên cánh phải của Manchester United sẽ trở nên nguy hiểm hơn với khả năng bám biên và luân chuyển cực tốt của hậu vệ người Bồ này. Wood-Watson vẫn đóng một vai trò rất quan trọng trong cách vận hành của Manchester United tại trận đấu này. Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Old Trafford, đoàn quân của Erik ten Hag tấn công rất linh hoạt khi có trung phong người Hà Lan làm tường ở trong vòng cấm. Leeds United có thể sẽ nhập cuộc với thế trận chậm rãi và cố gắng sẽ không để đối thủ của họ xâm nhập quá sâu vào vòng cấm của thủ môn Mislier. Một kết quả hòa cho Manchester United được xem là một sự thành công đối với Leeds United, đặc biệt là trong bối cảnh họ đang rất chắt chiu từng điểm số để không phải trở thành một trong ba câu lạc bộ rớt hạng tại mùa giải năm nay. Tiếp tục thi đấu thăng hoa như hiện tại, 3 điểm tiếp theo sẽ khó thoát khỏi tay đoàn quân huấn luyện viên Erik ten Hag. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất với Manchester United lúc này là lực lượng của họ cần được đảm bảo. Bởi vài ngày nữa thôi, Manchester United sẽ bước vào trận chiến quan trọng với Barcelona tại trận Playoff Europa League. Huấn luyện viên Erik ten Hag chắc chắn không muốn bất cứ học trò nào của mình phải nằm viện vào lúc này.